Hello anh chị em, khi mà nhắc đến những cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ hoặc là 5 cộng 2 chỗ trong cái tầm tiền khoảng 800 đến 1 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam ấy, thì anh em mình hay nghĩ đến những cái mẫu xe nó tương đối là nổi tiếng, ví dụ như là Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay cao hơn một chút thì có chiếc Honda CR-V. Tuy nhiên thì ở trong phân khúc này còn một trong những chiếc xe mà như cá nhân của Nghĩa, những người trải nghiệm xe rất là nhiều rồi, lái rất nhiều rồi thì đánh giá rất cao một cái mẫu xe. Nó lại không nổi tiếng như những cái mẫu xe kia, nhưng nó luôn đứng đầu cái danh sách nếu mà những người va chạm nhiều như Nghĩa hay lựa chọn. Đó chính là chiếc Mitsubishi Outlander cả nhà. Đây có thể coi là một cái mẫu xe 5 cộng 2 chỗ, nó không quá rộng rãi. Chúng ta mua nó với cái nhu cầu chính là 5 chỗ ngồi, còn 2 chỗ và ghế thứ ba thì hầu như nó chỉ phát sinh thôi. Nhưng đây thực sự là một mẫu xe lì lợm, thiết kế thực dụng, cảm giác lái cực kỳ thích luôn anh em nhé. Và đi, nếu mà nói theo ngôn ngữ dân gian một chút thì Nghĩa hay trêu đùa với anh em, đấy là một mẫu xe mà chạy chắc như cua gạch, chính là chiếc Outlander. Hiện tại thì trong cái nội dung của video này, Nghĩa sẽ giới thiệu sơ qua với cả nhà mình về chiếc Mitsubishi Outlander. Đây là phiên bản mới nhất, vẫn là năm sản xuất VIN 2024 cả nhà nhé. Và ở cái thời điểm Nghĩa lên video này thì nó đang là phần nửa cuối của tháng 7, nên là cơ bản cái mức giá của chiếc xe này nó đang tương đối tốt cả nhà. Đây có thể coi là một trong những cái đợt mà hạ giá nhiều nhất, khuyến mại nhiều nhất của cái dòng xe Mitsubishi Outlander. Thì giá cả, lăn bánh, khuyến mại, thủ tục trả góp thứ như thế nào thì mời cả nhà mình cùng xem hết video nhé. Đầu tiên để nói về chiếc Outlander này thì tại Việt Nam nó sẽ được phân phối với hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là Outlander 2.0 CVT có mức giá niêm yết là 825 triệu và phiên bản cao cấp hơn là Outlander 2.0 CVT Premium. Ngay từ cái tên của nó thôi thì có lẽ là cả nhà đã hình dung ra được là Premium thì nó sẽ khác như thế nào so với cái phiên bản thông thường. Và đúng, câu chuyện là nó sẽ khác ở những cái tính năng cao cấp thôi. Đặc biệt trong số đó thì có thể kể tới như là những cái hệ thống an toàn chủ động thông minh của Mitsubishi. Còn cơ bản hai mẫu xe này nó sẽ tương đồng giống nhau cả nhà nhé. Ở trong phân khúc hoặc là trong cái sự lựa chọn tầm tiền nhu cầu sử dụng của Outlander thì nó còn chiếc Mazda CX-5 này, chiếc Hyundai Tucson. Nhìn chung kia cũng là hai mẫu xe tốt, nhưng mỗi một chiếc xe thì nó sẽ có một cái điểm mạnh riêng. CX-5 có một thiết kế bóng bẩy, tuy nhiên thì nội thất anh chị em đã biết là nó xuống tương đối là nhanh so với cái tầm sử dụng. Tucson cũng là một chiếc xe rất là tốt, rất là đẹp, tuy nhiên là độ bền của xe Hàn thì trước giờ chưa bao giờ đủ để đưa ra so sánh với xe Nhật được. Còn Outlander thì nó cân bằng được tương đối nhiều thứ. Thứ nhất là về cái thiết kế, cả nhà có thể thấy là nó rất cứng cáp, đúng không? Đúng chất cứng cáp của người Nhật luôn, thực dụng. Cái thứ hai là nội thất bên trong ấy, thì nó được tối ưu hóa từng cái vị trí nhỏ nhất, từng cái khoảng không gian nhỏ nhất, nó cũng tận dụng triệt để. Chính vì vậy mà mẫu xe này nhìn bên ngoài thì có vẻ là không quá to, nhưng nội thất bên trong thì lại rất rộng rãi và mọi thứ nó được bố trí rất là khoa học thông minh. Còn về cái tiện nghi trên mẫu xe này nó cũng thuộc dạng là đủ dùng hết cả nhà, gần như nó cũng không thiếu những cái công nghệ gì trong cái tầm tiền dành cho một chiếc xe khoảng 1 tỷ đồng cả nhà nhé. Rồi, bây giờ thì có lẽ là Nghĩa sẽ đi chi tiết từng cái phiên bản một để cho nhà mình có cái sự so sánh về cái thông số kỹ thuật cũng như là cái mức giá lăn bánh trả góp khuyến mại như thế nào. Đầu tiên đến với chiếc Mitsubishi Outlander 2.0 CVT thì đây rõ ràng là một chiếc xe nó là phiên bản tiêu chuẩn rồi cả nhà. Vẫn là cái khối động cơ 2.0 thôi và nó sẽ cho đâu đó cái công suất cực đại khoảng tầm 145 PS và mô men xoắn cực đại là 196 Nm. Đây là một chiếc xe mà sẽ có hệ dẫn động cầu trước cả nhà nhé, đi kèm với đó là số vô cấp. Cái số vô cấp này thì nhìn chung là nó rất là mượt, tiết kiệm nhiên liệu. Và đối với chiếc xe phiên bản 2.0 Standard, có thể coi là phiên bản tiêu chuẩn đi, thì nó chỉ kém hơn so với cái phiên bản cao cấp ấy. Nó nằm ở cái hệ thống đèn chiếu sáng thôi, nó vẫn là cái đèn halogen, tuy nhiên thì đã có thấu kính rồi, chúng ta nâng cấp nó cũng rất là dễ thôi. Cái tiếp theo nữa mà bị cắt bớt ví dụ như là cái hệ thống đèn pha tự động AHB. Còn một số thứ nữa ví dụ như là đèn sương mù phía trước cũng là đèn halogen này, chưa phải đèn led này. Rồi là cái hệ thống rửa đèn trên mẫu xe này thì chưa được trang bị cả nhà nhá. Cùng với đó ấy, là cái hệ thống cốp điện trên phiên bản này thì cũng chưa được trang bị. Tuy nhiên nhìn bên ngoài ấy, thì nó sẽ tương đối là khó phân biệt, tại vì hai mẫu xe này đều sử dụng chung cái mâm đúc hợp kim thiết kế mới 18 inch luôn cả nhà nhá. Còn ở bên trong nội thất thì cơ bản hai phiên bản này tương đối giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái chất liệu ghế thôi. Đối với phiên bản 2.0 CVT thường này thì sẽ sử dụng là cái da và nó phối thông thường thôi, còn trên phiên bản cao hơn nó sẽ là cái da họa tiết kim cương. Cùng với đó này thì cái phiên bản thấp này nó sẽ không được trang bị cái đệm tựa lưng chỉnh điện và nó sẽ không có cái hệ thống sưởi ghế.
Cùng với đó một số các trang bị bị cắt bớt, ví dụ như là cửa sổ trời sẽ không có này, thế thôi. Còn lại thì cơ bản là tiện nghi bên trong vẫn giống hệt nhau, vẫn là cái màn hình cảm ứng 8 inch đi kèm với cái 6 loa giải trí anh em nhé. Còn về cái hệ thống an toàn cơ bản thì sẽ có hết cả 7 túi khí này, chống bó cứng phanh cân bằng điện tử, rồi là phân phối được phanh điện tử đầy đủ hết. Tuy nhiên trên phiên bản này ấy, thì nó sẽ thiếu hoàn toàn cái gói Mitsubishi Moto thông minh luôn. Đó chính là hệ thống cảnh báo giảm thiểu va chạm này, lệch làn này, điểm mù này, hệ thống chuyển đổi làn đường, thì trên cái phiên bản thấp này không được trang bị anh em nhé. Và với chiếc xe Outlander 2.0 GVT ở thời điểm này thì đang được niêm yết mức giá là 825 triệu và mình sẽ được khuyến mại trừ thẳng vào giá bán lên tới 76 triệu anh em ạ, tức là chỉ còn thanh toán thực tế có 749 triệu thôi. Với cái mức giá này ấy, thì mình còn được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ này, phim cách nhiệt này, trải sàn này và cam hành trình, cơ bản là đầy đủ hết rồi. Và với cái mức giá thực tế này thì mình lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 873 triệu, tại Sài Gòn sẽ là 857, tại cái tỷ lệ thuế 12% sẽ là 853 và tại thuế 10% sẽ là 837 triệu. Và nếu mình có nhu cầu vay thì sẽ được vay tối đa là 599 triệu, tức là tương đương với 80% giá trị xe trong vòng 8 năm. Chuẩn bị trước giúp nghĩa khoảng tầm từ 254 cho đến 290 triệu tùy vào khu vực mình đang ở. Và hàng tháng thì trả giúp nghĩa cả gốc cả lãi rơi vào khoảng tầm 10,7 triệu đồng cả nhà nhá. Dĩ nhiên là nó sẽ giảm dần bởi vì lãi nó sẽ giảm dần ạ. Cái phiên bản cao hơn đấy chính là phiên bản là 2.0 CVT Premium. Thì rõ ràng là đối với phiên bản này nó sẽ mang trên mình những cái thiết kế ngon nhất, những cái tiện nghi ngon nhất. Ví dụ đèn thì hoàn toàn là cái đèn LED hết, full LED hết và có projector. Hệ thống điều chỉnh tự động đèn chiếu sáng thì đã được trang bị rồi. Cùng với đó nhá, thì đèn sương mù cũng là đèn LED này. Chúng ta có thêm cái phần cốp điện này, có thêm hệ thống rửa đèn. Đấy là những cái sự khác biệt bên ngoài. Còn ở bên trong thì như lúc nãy Nghĩa đã trao đổi rồi, là sẽ khác nhau về cái hệ thống đệm lưng chỉnh điện này, hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước. Đồng thời là đối với phiên bản này thì toàn bộ da sẽ chám họa tiết kim cương như thế này luôn anh em nhé. Nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều. Đồng thời là phiên bản này thì cũng được trang bị thêm cửa sổ trời rồi nha anh em. Tuy nhiên thì không phải là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Và cái điểm đáng khen nhất trên phiên bản này đấy là bổ sung được cái gói an toàn của Mitsubishi cao cấp nhất, bao gồm là cảnh báo giảm thiểu va chạm phía trước này, lệch làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, cùng với đó là hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường an toàn. Nhìn chung, hai sự khác biệt lớn nhất trên hai phiên bản này nó nằm ở cái gói an toàn là chính thôi anh em ạ, và nó sẽ phù hợp với những anh chị em nào mà quan tâm đến những cái tính năng an toàn. Đối với phiên bản Outlander 2.0 Premium này thì sẽ được niêm yết mức giá là 950 triệu và ở thời điểm này nếu mình lấy thì sẽ được trừ trực tiếp 81 triệu vào giá bán luôn anh em nhé. Tức là mình chỉ còn thanh toán thực tế có 869 triệu thôi, vẫn tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ, phim cách nhiệt và trải sàn da. Lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 1,08 tỷ, tại Sài Gòn sẽ là 989, tại các tỉnh thành thuế 12% sẽ là 988 và tại thuế 10% sẽ là 969 triệu và mình sẽ được vay tối đa cho phiên bản này là 695 triệu, tương đương với 80% giá trị xe. Chuẩn bị trước giúp nghĩa từ 293 cho đến 332 triệu cả nhà nhá. Và hàng tháng cái tiền gốc lãi của mình trả nó rơi vào khoảng tầm 12,5 triệu đồng. Trên đây thì Nghĩa vừa show cho cả nhà về một số các hình ảnh của mẫu Mitsubishi Outlander phiên bản mới nhất hiện tại đang bán bây giờ. Đồng thời là cũng cập nhật cho cả nhà mình về cái chương trình khuyến mại. Nếu anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với số hotline mà Nghĩa đính kèm trên video nhé. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà ở trong những video tiếp theo.